Tuấn Japan này đến một anh khách hàng ở Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang, ngã ba chợ năm Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang để sửa chữa và xử lý một cái lỗi mà do người tiêu dùng gây ra khi ngồi ghế massage. Nên Tuấn Japan cũng khuyến cáo mọi người ngồi và sử dụng đúng cách. Đây là Tuấn Japan vào nhà anh là anh Thủy Thắng đây. Là anh cũng chuyên về điện tử, điện lạnh. Đấy, sửa chữa bảo hành. Mà anh đã tin tưởng Tuấn Japan để Tuấn Japan cung cấp cái ghế massage cho anh ấy. Không nhiều shop là được ông chủ trực tiếp là có nhiều thời gian để đến tận khách hàng và sửa chữa xử lý. Rồi chào anh, lâu lắm đấy gặp anh. Rồi, đây đây anh Thắng. Rồi ok, đây là Tuấn Japan cũng lưu ý anh chị em, đây là cái chân ghế massage thì đấy này, nó bị trượt như này là do cái cách mà mình ngồi không để ý một chút, là khi bây giờ mình bật lên đi là nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy, báo lỗi ngay. Đấy, Tuấn Japan giờ sẽ xử lý cái lỗi này. Cái này nó là phải cái cảm biến với lại cái bánh xe, bánh răng răng. Tuấn Japan sẽ thay và xử lý luôn cái này. Đây, hôm nay Tuấn Japan lên Bắc Giang để xử lý cái mã lỗi ghế vừa lẫy rồi. Nó do cái đây. Cái bánh răng này là nó làm rất mỏng. Khi mà nâng lên hạ xuống thì anh chị em khi mà ghế massage thì người ta chỉ thiết kế để nâng hạ chân một cái lực để mình trọng lượng lượng nhất định thôi, chẳng hạn như cỡ khoảng nâng lên nữa khoảng 20 cân, nhưng khi mình dẫm lên hoặc mình đạp nó mạnh quá thì nó cũng cái lực nó sẽ bị dẫn đến nó trượt cái bánh răng này, nó sẽ hỏng dẫn đến trượt lên và xuống. Như lúc nãy là Tuấn Japan đã trước khi làm thì đã quay cho anh em xem cái mã lỗi, còn sau khi đây hoàn thiện rồi nó cảm cái trục motor bên trong này nó kiểu như này. Đấy, đây là một cái trục motor khác. Đó, nó có một kiểu dạng như này. Cái này của thằng Panasonic, còn cái này Fuji. Thế anh chỉ lưng hạ chân ghế nào. Thế nó tắt được rồi đấy, được đấy. Trước là nó khai nó trượt luôn đúng không? Trượt luôn, không được. Đấy, đứng này. Đấy, anh hạ sẽ. Tại vì cái ghế này đa phần đấy là người dùng là bị cái hiện tượng này. Nhất là nhà mà có trẻ con người già thì càng hay bị cái lỗi này. Đấy, bây giờ anh thấy là ngon lành chưa? Được rồi. Đấy, nó hết mã lỗi rồi. Rồi đây dụng cụ làm xong, bây giờ về xong này.
Rồi. Ok, rồi anh thấy nào? Quá ok, rồi cảm ơn anh. Đấy anh chị em lưu ý là khi mà cái ghế này này nó phải hạ vuông mặt đất này. Đấy mình dẫm thoải mái. Đấy, nhưng mà khi mà chưa hạ thì tuyệt đối, và khi mà đang ngồi ở trên thì là không được đạp, và nó là cái này riêng dọc Furiki thì lại chỉnh điện. Đấy, nên anh chị em là phải chỉnh cho nó, gọi người ta bao giờ người ta phải nói gọi là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng là như thế. Đấy, đôi khi nó thành cái thói quen, đôi khi hoặc là mình giật mình cái là cái anh ở Hải Phòng ấy thì là nhà có đám cưới, thế là họ hàng lên, thế là lúc mà đang có ngồi ghế massage này ới cái điện thoại cái, thế tôi vồn chồm dậy. Rồi thôi, xin chào anh.